Tôi đã đến đây được hơn 7 năm cùng với vợ của mình và hiện tại chúng tôi đang sống tại Mỹ Đình. Chúng tôi rất yêu Hà Nội và cảm thấy rất hạnh phúc khi ở thành phố này. Đương nhiên rồi, tôi quen biết khoảng 5 đến 6 gia đình người Argentina, họ cũng đang sống tại Hà Nội. Cứ khoảng 1 đến 2 tuần, chúng tôi lại tụ tập và ăn uống cùng nhau. Không khó để tổ chức một vài buổi tiệc nhỏ, vì hầu như mọi người đều sống ở gần khu vực này. Tất nhiên, những năm gần đây các bạn đã dần trở thành điểm đến có sức hút với những đội bóng mạnh, Manchester City chẳng hạn. Tôi cảm thấy rất vui khi biết rằng đội bóng nước nhà sẽ tới Việt Nam thi đấu. Tôi nghĩ rằng U20 Argentina không phải đội bóng quá mạnh, vì dù sao họ cũng chỉ giành được chiếc vé cuối cùng đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, đó là tập hợp của những cá nhân kiệt xuất. Vấn đề nằm ở liên đoàn. Họ cần thay đổi cách vận hành của mình. Tất nhiên, như tôi đã nói, đó vẫn là tập hợp của những cầu thủ giỏi. Các cầu thủ Việt Nam cũng chơi khá hay. Những năm gần đây, các bạn bắt đầu đã có sự thay đổi về chiến thuật và phong cách chơi bóng. Đội U20 của các bạn có rất nhiều cầu thủ giỏi và được đào tạo bài bản. Cầu thủ Việt Nam gần đây rất phát triển. Kỹ thuật và khả năng chọn vị trí đã được cải thiện khá tốt. Theo tôi, đó sẽ là một trận đấu hấp dẫn và đáng được chờ đợi với những người hâm mộ bóng đá.